Xin hân hoan chào đầm mừng quý vị đến với kinh Hiệp Bá Đạo. Tiếp theo mình xin trình bày cái nôi của các đạo chúa vùng lưỡi liềm Phì Nhiêu ở Cận Đông. Theo kết quả của những công trình khảo cổ từ đầu thế kỷ thứ 19 đến nay, cái nôi của nền văn minh Tây Phương đã được xác nhận là vùng đồng bằng rộng lớn ở miền Cận Đông. Đất đai của vùng này rất phì nhiêu vì nó đã được tạo nên bởi đất bồi từ những con sông dài gồm có sông Nile, Ai Cập, sông Jordan, Palestine, sông Syria và nhất là hai dòng sông Euphrates và Tigris đều xuất phát từ Tiểu Á để cùng đổ vào Vịnh Ba Tư. Nếu ta tô màu các miền đồng bằng phì nhiêu này trên bản đồ, ta sẽ thấy hiện lên một vòng cung trông giống một cái lưỡi liềm chạy dài từ Ai Cập qua Palestine, Jerusalem, Babylon, tức Iraq và Kuwait ngày nay. Đến Vịnh Ba Tư, các nhà khảo cổ gọi vùng này là vùng lưỡi liềm phì nhiêu Cận Đông. Truy tìm các di vật của nền văn minh tại vùng này, rất nhiều cuộc đào xới quy mô của các nhà khoa học ngành khảo cổ học. Nhiều quốc tịch đã được thực hiện trong hai thế kỷ qua. Tuy nhiên, phải đợi đến cuối thế kỷ 19, do những sự tình cờ, các nhà khảo cổ đã may mắn phát giác ra những tấm đất sét phơi khô có ghi những dấu hiệu kỳ lạ. Cho tới nay, người ta đã thu lượm được hàng chục ngàn tấm đất sét phơi khô. Đa số các tấm đất sét này có cỡ trung bình khoảng 10 cm nhân 20 cm. Một số ít có hình lăng trụ hoặc hình trục lăng. Theo nhiều chục năm nghiên cứu kiên nhẫn, các nhà khảo cổ trên khắp thế giới, nhất là các phân khoa khảo cổ thuộc các trường đại học Mỹ, Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, đã phát giác ra những tấm đất sét khô đó chính là những cuốn sách của dân tộc Sumerian, chúng người đầu tiên định cư tại Babylon. Người Hy Lạp gọi Babylon là Mesopotamia, tức Lưỡng Hà Châu. Các nhà khảo cổ đã lập ra một môn học chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ của dân tộc này gọi là Sumerlori. Những nỗ lực của các nhà khoa học khảo cổ đã đưa đến kết quả là hầu hết những cuốn sách của dân tộc Sumer đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Thoạt đầu, người Sumerian phát minh ra loại chữ tượng hình, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, loại chữ này được thay thế bằng hệ thống chữ viết ghi âm gồm có 18 dấu tượng trưng cho 18 âm căn bản. Các dấu hiệu này phần lớn đều có hình tam giác, góc nhọn, hình thoi nhọn đầu, trông giống như những cái nêm cối. Do đó các nhà khảo cổ gọi nó là cuneiform, do căn ngữ Latin cune có nghĩa là cái nêm. Từ giữa thế kỷ 20, nhiều bộ từ điển và sách dạy văn phạm về loại chữ này đã được xuất bản, khiến cho công cuộc dịch thuật cả một kho tàng vĩ đại những sách cổ của dân tộc Sumer trở nên dễ dàng hơn. Nhờ đó, cánh cửa bí mật của lịch sử văn minh Tây Phương đã được mở rộng. Loại chữ viết đầu tiên của dân tộc Sumer được phỏng định đã xuất hiện vào năm 3150 trước công nguyên. Đây là cái mốc quan trọng đánh dấu lịch sử nhân loại. Tất cả những gì xảy ra trước năm 3150 trước công nguyên đều được coi là thời tiền sử. Dò tìm các dấu tích do con người để lại trên các vách đá, trong các hang động và khảo nghiệm các vật dụng do con người chế tạo bằng đá, bằng đồng, gỗ, đất nung, vân vân, các nhà khảo cổ đã dần dần tìm hiểu được lịch sử tiến hóa của loài người trong mọi sinh hoạt của đời sống cá nhân và tập thể cho tới giới hạn thời gian 25.000 năm.
Để có một ý niệm khái quát về thời tiền sử này, thiết tưởng cũng nên đề cập qua những cái mốc thời gian quan trọng. Một, thời đồ đá cổ đại từ 25.000 đến 10.000 năm trước công nguyên. Con người chỉ biết săn bắt, hái lượm và sống trong hang động. 2. Thời đồ đá trung đại năm 10.000 đến 7.500 trước công nguyên. Con người biết trồng cấy, thuần hóa thú vật, chế tạo gạch và đồ gốm. Một số thành phố nhỏ xuất hiện với vách quay quanh. Đáng chú ý là thành phố Jericho được xây cất tại đồng bằng sông Jordan ở phía bắc biển chết. Vào khoảng 8.000 năm trước công nguyên cho tới nay, người ta tin rằng đây là thành phố đầu tiên trong lịch sử nhân loại đánh dấu sự chuyển hướng của con người từ cuộc sống lang thang du cư đến cuộc sống định cư. 3. Thời đồ đá cận đại 7.500 đến 4.000 năm trước công nguyên. Nhiều làng mạc và thành phố xuất hiện, người ta biết trồng trọt nhiều loại hoa màu và cây ăn trái, nuôi nhiều loại gia súc, tục lệ thờ cúng xuất hiện. 5. Thời đồ đồng 4.000 năm đến 3.150 năm trước công nguyên. Thời kỳ đồ đồng, đồng chất lượng, nguyên chất được sử dụng để chế tạo dụng cụ. Con người biết xây dựng nhà nhiều tầng và biết làm hầm để trú ngụ. 6. Thời đồng thau 3.150 năm 1.200 trước công nguyên. Người ta biết pha thiết vào đồng nguyên chất để chế tạo ra hộp kim cứng hơn. Đồng thời chữ viết được phát minh tại Sumer chấm dứt thời tiền sử. Chữ viết của người Do Thái mãi tới hơn 1.000 năm sau mới xuất hiện. Cũng trong thời đồng thau, những con đường giao thông qua biển Địa Trung Hải và trên bộ đã nối liền các thành phố trong vùng lưỡi liềm Phì Nhiêu với nhau. Nền văn minh của Sumer, tức Babylon, đã lan rộng tới toàn vùng, nhất là tại Ai Cập và Do Thái. Điều đáng chú ý là cách đây 3.400 năm, năm 1.400 trước công nguyên, ngôn ngữ của dân tộc Sumer đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế cho vùng lưỡi liềm Phì Nhiêu này. Các nhà khảo cổ đã tình cờ tìm thấy nhiều tấm đất sét ghi chữ hình nêm của Babylon tại Tel Amarna trên bờ sông Nil, Ai Cập. Sau khi nghiên cứu mới biết đó là những văn kiện ngoại giao giữa vùng thuộc dòng Kassites của Babylon và vùng Pharaoh của Ai Cập. Các tài liệu này cũng đề cập với những tranh chấp khiếu nại về các vấn đề buôn bán, triều cống hoặc hôn nhân giữa hoàng gia hai nước với nhau. Đặc biệt là các tấm đất sét này còn in dấu ấn được khắc theo hình vẽ do những trục lăng tạo ra để thay cho chữ ký. Tất cả các khám phá này cho thấy Babylon là nguồn gốc văn hóa rất quan trọng đối với Do Thái. Các kinh thánh cựu ước của Do Thái hầu như đã chép lại hoặc mô phỏng từ các huyền thoại hay từ các tôn giáo của Babylon. Sở dĩ sau này ai biết nguồn gốc đầu tiên của kinh thánh là Babylon vì vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, Babylon đã bị hoàn toàn phá hủy bởi một cơn lụt lớn do sự đổi dòng đột ngột của con sông Euphrates. Babylon đã bị chôn vùi dưới lớp cát sa mạc từ 24 thế kỷ qua, nên thế giới không còn ai biết tới dân tộc Sumer là tác giả của huyền thoại đó. Sơ lược lịch sử của dân tộc Sumer và địa danh Babylon. Theo sự tường thuật của các nhà khoa học Melles,
tác giả nhiều cuốn sách giá trị đặc sắc về lịch sử và khảo cổ, trong đó có Archaeological Section của bộ Red Encyclopedic Dictionary và cuốn Sumer and Babylon 1965. Xin tóm lược như sau: Babylon là một thành phố cổ mà trước đó nhiều thế kỷ nó được gọi là Sumer. Babylon nằm trên vùng châu thổ tả ngạn sông Euphrates và ở vị trí gần nhất với sông Tigris, ngang vị tuyến 30. Hàng chục ngàn năm về trước, giống người khôn ngoan như chúng ta hiện nay đã biết chăn nuôi và trồng trọt. Khoảng 6.000 năm trước công nguyên, những người Homo sapiens từ các vùng đồi núi tràn xuống vùng châu thổ phì nhiêu định cư. Cuộc sống định cư là nguồn gốc phát sinh nền văn minh, danh từ civilization do căn ngữ Latin civis có nghĩa là dân cư. Cuộc sống định cư muốn được ổn định phải có tổ chức và sự kiểm soát, nên đã nảy sinh ra chánh quyền và chấm dứt thời kỳ bộ lạc. Luật pháp và tục lệ phát triển, hai loại người chiếm ưu thế trong xã hội này là vua quan và tu sĩ. Hàng loạt đô thị mọc lên trên miền châu thổ của hai con sông Euphrates và Tigris là Lhasa, Lagat, Erich, Insin, U và Irudu. Thành phố U và Irudu nằm về phía nam của Babylon và gần giáp biên giới Kuwait ngày nay. U nổi tiếng trong thế giới Kitô. Thậm chí giáo hoàng Gian Phaolô đệ nhị cũng dự tính đi thăm thành phố này trong năm 2000. Sách Sáng Thế Ký là cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh Cựu Ước đã nói tới thành phố U như sau: Thành phố U là nơi sinh trưởng của Tirat. Tirat dẫn con trai là Abraham và con dâu vợ của Abraham là Sarat đi từ U đến miền đất Canaan để lập quốc Do Thái. Sau này, các nhà học giả nghiên cứu các huyền thoại của dân Sumer đã phát giác ra là Thánh Kinh Cựu Ước đã chép lại gần nguyên văn câu chuyện thần thoại ở Babylon. Chuyện kể rằng vị thần đất ở thành phố U là thần Tirat, sinh ra nam thần Abraham, Abrahama và nữ thần Sarai. Sau lớn lên, thần Abrahama đã lấy em gái mình làm vợ. Giống như Kinh Thánh Cựu Ước như đã trích ở trên, vì lý do những chuyện thần thoại của Babylon đã được truyền bá từ xa xưa trong khắp vùng Cận Đông và vùng địa Trung Hải, nên tiếng Latin từ xưa đã du nhập tên vị thần đất Tirat của Babylon làm nguyên ngữ của chữ Tirat, nghĩa là đất. Sau đó đến lượt pháp ngữ mượn tiếng Tirat của Latin làm căn ngữ cho chữ Laterat, cũng có nghĩa là đất. Chữ U theo tiếng Sumer có nghĩa là ánh sáng, light. Cũng tương tự như người Pháp gọi Paris là kinh thành ánh sáng vậy. Khám phá này cho thấy Abraham đã từng được coi là tổ phụ của các dân tộc Do Thái và Ả Rập, đồng thời cũng là ông tổ của các đạo thờ Chúa, trong đó có Công giáo Việt Nam. Không phải là nhân vật có thật mà chỉ là nhân vật thần thoại của Babylon. Người Babylon biết nung gạch và chế ra đồ để xây nhiều ngôi đền theo hình tháp có đáy hình tròn rất lớn. Họ xây những đường đi bậc thang chung quanh tháp theo hình xoắn ốc. Trên đỉnh tháp là một ngôi đền nhỏ. Loạt đền thờ hình tháp này gọi là
Jin Wuzhak có nhiều tháp rất cao, tới cả 100 mét. Đây là nguồn cảm hứng cho người Do Thái viết chuyện tháp Babel trong Kinh Thánh Cựu Ước. Người Babylon tưởng tượng cứ xây tháp thật cao sẽ có lúc đụng tới trời. Họ tin Babylon là cái cổng của trời, vì chữ Babylon được cấu tạo bởi hai chữ Bab và là trời, God. Và Eli là cái cổng, Gat. Babylon chính là Gat of God, cổng trời. Vào năm 1917, nhà khảo cổ nổi tiếng người Anh là Sir Leonard Wallace tổ chức một cuộc khai quật thành phố U, và ông rất ngạc nhiên đã khám phá ra nhiều mộ chôn tập thể. Ngôi mộ lớn nhất là mộ nữ hoàng Subat. Trong mộ có một cái hang rộng với những bộ xương người nằm ngay ngắn thành nhiều hàng với đầy đủ dấu tích của quần áo nữ trang, yên ngựa và vũ khí. Bên dưới cái hang này là một con đường dốc dẫn xuống một cái hang hình vuông rộng lớn hơn. Tại đó có một mộ của nữ hoàng. Dọc đường đi có những bộ xương của một đàn bò, và xung quanh mộ nữ hoàng là những bộ xương của các nhạc sĩ, vì bên cạnh họ có những cái đàn hạt. Tất cả đều nằm ngay ngắn thứ tự, chứng tỏ không hề có một sự phản kháng nào. Bên cạnh mỗi bộ xương có một cái tách, chứng tỏ họ đã uống thuốc ngủ hoặc thuốc an thần để đi vào kiếp sau với nữ hoàng một cách êm ái. Thành phố U được xây cất vào khoảng 5.000 năm trước công nguyên. Đọc sách dẫn chiếu tới đây, nơi trang 16-18, kẻ viết bài này chợt liên tưởng đến vụ tự sát tập thể của những người thuộc giáo phái Adventist cổng trời ở San Diego cách đây mấy năm. Thật không ngờ tâm linh của những người Kitô giáo đương thời của chúng ta chẳng khác gì tâm linh của những người sơ khai. Ở U cách đây trên 7.000 năm, từ thời đó người Babylon biết khai thác mỏ lấy đồng và thiết. Họ biết pha 10% thiết vào đồng, nấu chảy để hòa với nhau thành hợp kim, gọi là thau, để đúc thành các vật dụng cứng như lưỡi cày, vũ khí, mũi tên, bánh xe. Họ là những người đã chế ra bánh xe, và từ đó họ tạo ra những toa xe hoặc xe chở người do ngựa hoặc bò kéo. Vàng được dùng làm nữ trang và thiết được dùng làm các tượng thần. Mỗi thành phố là một quốc gia đô thị, giống như quốc gia đô thị Vatican bằng Stato Città Del Vaticano, và thường hay có chiến tranh với nhau, giống như quân của giáo hoàng kéo đến tấn công quốc gia đô thị Florence, quê hương của nhà danh họa Michelangelo vào thế kỷ 16, tàn sát trên 3.000 người dân tại đây. Vì những phát minh về bánh xe và thau, họ đã làm cho ngành giao thông thương mại phát triển. Với những lưỡi cày cứng, họ làm cho đồng ruộng được cày sâu nên hoa màu tươi tốt hơn. Nhưng đồng thời với những vũ khí cải tiến chiến tranh giữa họ với nhau cũng đẫm máu và tàn phá ghê gớm hơn. Sau đây là một trích đoạn rút ra từ một trang báo National Geographic Magazine phù hợp với nội dung của tác giả của các phần đã trình bày. Trong các phát minh của dân tộc Sumer, sự phát minh ra chữ viết cuneiform phải được kể là quan trọng hơn cả. Nhờ đó nhà vua đã có thể ban ra các chỉ thị
cho các viên chức, quân lính và thần dân. Các tu sĩ làm ra các bài kinh, các câu thơ, các huyền thoại lưu truyền khắp dân gian và lan sang các nước lân cận. Họ không thể tưởng tượng được những huyền thoại do họ sáng tác đã làm thay đổi bộ mặt thế giới một cách sâu rộng cho tới ngày nay. Thí dụ như chuyện Noah đóng tàu lớn để tránh nạn lụt. Người Sumer gọi là Noah là Nephilim, huyền thoại về đấng cứu thế Tammuz. Người Do Thái dịch ra là Messiah, từ thiên nhiên, từ thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên, năm 332 trước công nguyên, Alexander the Great chinh phục toàn vùng Cận Đông, trong đó có Do Thái và Babylon, mở đầu thời kỳ truyền bá văn hóa Hy Lạp. Kéo dài 180 năm, từ năm 332 đến 500, đến 152 trước công nguyên. Hầu hết mọi người Do Thái trí thức đều nói và viết tiếng Hy Lạp, do đó toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước đã được dịch sang tiếng Hy Lạp trong thời kỳ này. Sau này, từ giữa đến cuối thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, các Kinh Thánh Tân Ước đều được người Do Thái viết bằng tiếng Hy Lạp, mặc dù Chúa Giê-xu và các tông đồ đều không biết tiếng Hy Lạp và cũng không biết tiếng Hebrew, mà chỉ nói tiếng Aramaic là ngôn ngữ của người Syri. Người ta dịch chữ Messiah đấng cứu thế ra tiếng Hy Lạp là Christos. Anh và Pháp phiên âm thành Jesus. Các cha cố Tây Ban Nha sang Việt Nam truyền đạo gọi Chúa cứu thế là Christo. Trong Công giáo Việt Nam phiên âm thành Kirishito. Sau này Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bỏ không xài danh từ Kirishito nữa vì nghe có vẻ vừa tây vừa dài quá, nên rút gọn thành Kitô. Xin đừng lầm Kitô phiên âm từ tiếng Tây Ban Nha Christo với Gia Tô, là tiếng người Hoa phiên âm tên của Giêsu. Người Hoa viết là Gia Tô nhưng phát âm thành Giêsu. Vì các vần T trong tiếng Việt người Hoa phát âm thành S, thí dụ Tam Ma thành Samot, Tam Nguyên thành Samắc, Đại Tiểu thành Tài Xỉu, Tây Cống thành Sài Gòn, vân vân. Trên thế giới này chỉ có đạo Kitô tức Chitthaniri, chứ không có đạo nào gọi là đạo Giêsu hay đạo Gia Tô. Như người Việt mình ngày xưa thường gọi sai, Kitô là huyền thoại xuất phát từ Babylon, đã có từ nhiều ngàn năm trước công nguyên. Còn Giêsu là một gã thợ mộc Do Thái thất học mù chữ, sinh khoảng năm thứ tư trước công nguyên, cao 6 feet, nặng 12 stone, 12 stone rưỡi, đơn vị đo lường thời cổ của Do Thái, tương đương 1m82 và 79kg. Giêsu đã được thần thánh hóa bằng huyền thoại Kitô với Babylon để trở thành người ngôi lời nhập thể hay nhập tràng cho những kẻ ngu thờ phượng. Khi Alexander Great chiếm Cận Đông thì Babylon đã bị trận lụt lớn phá hủy được ít lâu. Alexander muốn phục hồi nền văn minh rực rỡ của Babylon và có ý chọn Babylon làm chùa thủ đô đế quốc Hy Lạp. Ý định này chưa thành thì ông đã qua đời. Người Hy Lạp rất khâm phục các vườn treo ở Babylon và coi những vườn này là một bảy kỳ quan của thế giới cổ. Tuy những vườn này được gọi là vườn treo nhưng thực ra không phải là treo, mà đã được xây dựng ở trên sân thượng rất rộng của các lâu đài đồ sộ như hoàng cung hay trên nóc các đền thờ lớn, khiến cho từ xa nhìn lên mọi người đều có cảm tưởng như cái vườn đó được treo lơ lửng trên trời.
Người Babylon gọi xứ sở của họ là khu vườn ở phía đông, tiếng Sumer là Gan Eden. Người Do Thái ví thiên đàng như vườn địa đàng của Babylon. Tôn giáo của dân Sumer coi Babylon là bản sao của thiên đàng. Người Sumer ngụ ý thành phố của họ là ánh sáng, cũng như U là ánh sáng. Đến với Babylon là đi tìm ánh sáng mặt trời ở phương đông. Do nguồn gốc vườn địa đàng của Babylon, những tu sĩ Do Thái viết kinh Cựu Ước đã phìa ra chuyện Adam, Eva được Chúa tạo ra tại vườn địa đàng là tổ tiên loài người, và biết câu chuyện thần thoại về việc Adam và Eva ăn trái cấm thành tội tổ tông. Vào thế kỷ thứ tư, nhà thần học số 1 của Kitô giáo là Augustine đã dựa vào chuyện vườn địa đàng trong Cựu Ước viết sách nguyền rủa phụ nữ. Mỗi phụ nữ là một Eva, các người là cái cổng của quỷ dữ. Các người là kẻ đào ngũ đầu tiên khỏi luật của Chúa. Các người đã tàn phá đàn ông, hình ảnh của Chúa, chỉ vì cái tội đào ngũ của các người mà con của Thiên Chúa phải chết. Từ lý thuyết của Augustine, Vatican đã đẻ ra luật nam tu sĩ độc thân, luật không cho phụ nữ làm linh mục, ốc kỳ thị phụ nữ và coi họ như cái bẫy cám dỗ đàn ông phạm tội. Augustine cho rằng mọi người đều thắc mắc tội tổ tông truyền kiếp vì đã sinh ra do sự giao cấu của cha mẹ. Đức mẹ Maria không giao cấu với Chúa Thánh Thần và sinh ra Chúa Giêsu mà vẫn còn trinh tiết, nên chỉ có Chúa Giêsu và Đức mẹ Maria là không bị nhiễm tội tổ tông. Augustine đã vin vào thần thoại Gan Eden của Babylon để xây dựng nên giáo lý Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội. Thánh bổn mạng của địa phận Bùi Chu yêu quý, Augustine là người Algeria, là cha đẻ của giáo hội Kitô nguyên thủy và cũng là người sáng lập hệ tư tưởng Tây phương. Tư tưởng của ông nhiễm nặng tư tưởng của Babylon qua trung gian Cựu Ước Do Thái. Nền văn minh Babylon đã lan ra khắp Tây phương do sự bành trướng của Kitô giáo trong 2000 năm qua. Trong 6 thế kỷ đầu Công nguyên, toàn vùng Bắc Phi, Ai Cập, các nước Cận Đông cho tới Thổ Nhĩ Kỳ thuộc Âu Châu đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Kitô giáo. Hồi giáo bắt đầu bành trướng vào đầu thế kỷ thứ 7, năm 630. Họ chiếm Jerusalem đến giữa thế kỷ thứ 8, đế quốc Hồi giáo chiếm toàn vẹn vùng Bắc Phi, Ai Cập. Các nước từ vùng Cận Đông đến Thổ Nhĩ Kỳ và biến các nước Kitô giáo này thành các quốc gia Hồi giáo. Nhưng dù là Kitô giáo hay Hồi giáo, tất cả cũng đều là một nguồn gốc văn hóa của Do Thái, vốn là hậu duệ của Babylon. Babylon ngày nay chỉ còn là một bãi sa mạc hoang vu, đầy những gò đống và hang lõ chằng chịt do sự khai quật của các nhà khảo cổ và do dân quanh vùng đào lấy gạch về xây nhà riêng. Người ta đã cố gắng làm nhiều con sông đào để dẫn nước vào vùng sa mạc, nhưng vô ích. Nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại thành vùng lưỡi liềm phì nhiêu như ngày xưa. Con cháu của Mahomet đã xây cất một thủ đô khác là Baghdad, cách đống tro tàn Babylon khoảng 80 dặm về phía bắc và ở phía trên kia của lưỡi Hà Châu. Tìm hiểu về những phát minh đầu tiên của dân tộc Sumer, các nhà bác học của ngành khảo cổ người Sumer, Noach Ranmer, sanh vào cuối thế kỷ 19, đặc biệt chú ý đến văn hóa Babylon và bỏ ra gần cả cuộc đời để nghiên cứu chữ viết khung Nephon của người Sumerian. Ông trở thành giáo sư chuyên dạy về môn khảo cổ học tại Đại học Ben Nevalin. Ông và các đồng sự hoàn
thành bộ từ điển 18 tập về ngôn ngữ Sumerian năm 1956, giáo sư Carl Kramer cho xuất bản đầu tiên tác phẩm History Begin at Sumer. Từ đó cho đến 1980, với sự giúp đỡ của nhiều cơ quan văn hóa Hoa Kỳ, ông đã đi đến nhiều bảo tàng viện trên thế giới sao chép các di vật thu lượm được ở Babylon để nghiên cứu và bổ túc cho tác phẩm của ông. Tới nay, tác phẩm History Begin at Sumer đã được tu chính và tái bản lần thứ tư năm 1994. Theo tác giả thì người ta có thể liệt kê tới 39 phát minh đầu tiên của nhân loại là do dân tộc Sumer đại lược như sau. Ngoài những phát minh nổi tiếng trong thế giới cổ mà người ta biết xuất phát từ Babylon là bánh xe vòng tròn có 360 độ, 1 giờ có 60 phút, hộp kim đồng pha thiết, dẫn thủy nhập điền, dân tộc Sumer còn có các tác giả của nhiều sản phẩm văn hóa như những phát kiến đầu tiên thuộc nhiều lĩnh vực. Về giáo dục, người Sumer đã trở mở trường dạy học sau khi đã phát minh ra chữ viết vào cuối thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên, khoảng 3150 trước công nguyên. Họ gọi trường học là nhà của những tấm đất sét, gọi thầy giáo là cha, học trò là con, phụ giảng là anh lớn. Học trò bị phạt kỷ luật bằng roi hay bằng gậy. Năm 1934, một nhà khảo cổ Pháp đã khai quật tại thành phố Marie một ngôi trường học có nhiều hàng ghế bằng đất sét. Mỗi ghế ngồi được 1, 2 hoặc 3 người. Tới nay người ta đã phát giác thêm nhiều ngôi trường học tại Nippur, Sinipa và U. Những di vật đáng chú ý là bộ từ điển Sumer, Akkadian, ngôn ngữ của giống dân Ả Rập và Do Thái. Sách lịch sử kể chuyện các đời vua U và Nat, từ thượng cổ đến vua Sargon 2600 trước công nguyên. Năm 1895, các nhà khảo cổ tìm thấy một hình trụ lớn bằng đất sét. Hai cục này được đưa về trường đại học Yazli để nghiên cứu sau hơn 20 năm làm việc cần mẫn của những người trí thức quyết tâm phụng sự chân lý. Trong cuộc nghiên cứu về dịch thuật mới hoàn tất, theo giáo sư Francois Thuriau Dakin thì hai cột trụ này là hai cuốn sử ghi chép các trận chiến và nhiều sử liệu về các vua chúa tướng lãnh dưới triều đại Antony 3000 năm trước công nguyên. Ngoài ra, người chép sử cũng mô tả các sinh hoạt kinh tế xã hội trong đời sống dân chúng, trong đó có cả việc nhà vua đặt miễn cho dân Lagash không phải đóng thuế trong 30 năm. Ta có thể coi đây như là cuốn sử đầu tiên của loài người. Năm 1951, các nhà khảo cổ tìm thấy 19 tấm đất sét tại Nippur, được xác định niên đại vào khoảng 2400 năm trước công nguyên. Đáng chú ý là những tấm đất sét này đã ghi lại tư tưởng của dân tộc Sumer, nghĩ về con người và cuộc đời. Theo họ, con người đã được sinh ra từ đất sét và được sinh ra để phục vụ các vị thần. Con người phải phục vụ tôn giáo, chứ không phải tôn giáo phục vụ con người. Sách dẫn chiếu trang 101. Quan niệm này đã ăn sâu vào đạo Do Thái, đạo Kitô và đạo Hồi. Tín đồ các đạo này đều tin rằng Thiên Chúa đã tạo ra con người từ đất sét để con người thờ phụng, kính mến Chúa trên hết mọi sự. Mọi người Tây Phương chịu ảnh hưởng của các đạo này tới nay vẫn tin rằng con người đã được sinh ra từ đất sét. Có lẽ từ quan niệm thiếu nhân bản đó, người Tây Phương cũng như những tín đồ Kitô giáo đã coi rẻ con người và gây ra nhiều cuộc thánh chiến đẫm máu để bảo vệ tôn giáo bất chính
của mình. Riêng một nhận định này cũng đủ cho ta thấy giá trị nhân bản cao đẹp của Tam giáo. Phật, Khổng, Lão đã ăn sâu vào tâm thức Việt tộc đầy tình người chúng ta. Công giáo đã xâm nhập nước ta hơn 4.400 năm. Nhưng rõ ràng là tôn giáo phi nhân tính này không thể bắt rễ sâu trong lòng dân tộc Việt Nam. Nó chỉ có thể xâm nhập và phát triển trên đất nước ta bằng bạo lực của bọn xâm lược hoặc bằng những thủ đoạn lừa gạt gian manh đối với những người kém hiểu biết mà thôi. Cho đến muôn đời sẽ chẳng bao giờ có được một thứ văn hóa hòa đồng, tứ giáo đồng nguyên như ước mong của những kẻ lãnh đạo từ cái thứ đạo vô đạo. Đạo vô đạo, Công giáo La Mã chỉ là một tà đạo đã được sinh ra để loài người nguyền rủa cho đến muôn đời. Tham vọng của mọi kẻ lưu manh chính trị muốn dùng Công giáo La Mã để xâm phạm chủ quyền, sinh mạng và danh dự Việt Nam sẽ mãi mãi chỉ là một ảo tưởng của những kẻ mơ ngủ giữa ban ngày. Trước khi ta tìm ra những di vật tại Babylon, mọi người vẫn tin rằng sách Cách Ngôn trong Kinh Thánh Cụ Ước Do Thái là sách Cách Ngôn cổ nhất. Sau đó nhiều sách Cách Ngôn của Ai Cập đã được tìm ra và được xác nhận niên đại trước sách Cách Ngôn của bộ Kinh Thánh Cụ Ước nhiều thế kỷ. Tới khi các tấm đất sét ghi Cách Ngôn của Sumer được phát giác, mọi người mới vỡ lẽ ra rằng sách Cách Ngôn nói trên đều là vay mượn từ Babylon. Năm 1934, giáo sư Edward Chitra thuộc Đại học Pennsylvania công bố bản dịch các Cách Ngôn của tấm đất sét thu lượm tại Nippur, được xác định niên đại là thế kỷ 18 trước công nguyên. Năm 1937, hàng trăm bản đất sét ghi Cách Ngôn Sumer lưu trữ tại Bảo tàng Viện Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, được nhiều nhà ngôn ngữ học Sumer nghiên cứu. Các bản dịch được công bố trong các năm 1951, năm 1952, tạo thành một bộ sưu tập khổng lồ về các Cách Ngôn của Babylon. Ta có thể đơn cử một số câu Cách Ngôn tiêu biểu của dân tộc Sumer. Người nghèo chết sướng hơn sống vì khi có muối thì không có bánh mì, khi có bánh mì lại không có muối. Tiêu xài hoang phí ta sẽ chết, biết tiết kiệm sẽ sống lâu. Giấc ngủ của người siêng năng làm việc rất ngon lành. Càng có nhiều tiền của càng lo nghĩ nhiều. Những tấm đất sét khác kể chuyện ngụ ngôn tương tự như chuyện ngụ ngôn của Epsop. Thí dụ như chuyện cãi nhau giữa mùa đông và mùa hè, cuộc tranh luận giữa hạt lúa và cây cối, hạt lúa, cây cối và cánh đồng. Qua các chuyện ngụ ngôn này, các nhà khảo cổ nhận thấy người Sumerian đã biết sắp xếp mọi vật thành từng cặp đối lập, tương tự như dịch lý, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chim đối với cá, mùa hè đối với mùa đông, nhà nông đối với người chăn cừu, văn hóa nông nghiệp đối lập với văn hóa du mục, cái cuốc đối với cái cày, cây lớn đối với cây sậy. Sách dẫn chiếu trang 132-133. Điều thích thú hơn nữa là các nhà khảo cổ phát giác những chuyện kể trong các tấm đất sét này có nhiều chuyện tương tự như trong sách Sáng Thế Ký, là cuốn sách đầu tiên của bộ Kinh Thánh Cụ Ước Do Thái. Chẳng hạn như chuyện phân rẽ giữa trời và đất, chuyện con người được nặn ra từ đất sét, chuyện anh em giết nhau, như chuyện Khen và Abel trong Cựu Ước, chuyện quan niệm về nước
Chúa, Kingdom of God, chuyện thần thoại Elkin và Ninhurasat là một số chuyện thơ dài 278 dòng được ghi trên tấm đất sét có 6 cột. Hiện lưu giữ tại Bảo tàng Viện Đại học Pennsylvania, bản sao lưu tại Bảo tàng Viện Paris, được công bố năm 1945 trong số 1 Bulletin of the American Oriental Research. Chuyện kể rằng Dimun là đất của sự sống rất sạch và sáng. Ở đó không có bệnh tật và sự chết. Đó là khu vườn thiêng liêng. Là thủy thần, họ là cha mẹ đầu tiên của dân tộc Sumer. Trong khu vườn thiêng này, 8 vị thần ở trên trời trồng 8 cây đặc biệt và cấm không ai được phép ăn. Một hôm, do sự cám dỗ của một vị thần hai mặt là Ishmut và Inki đã vi phạm luật trời, ăn luôn cả 8 cây cấm. Sau đó, Inki bị đau 8 bộ phận trong người. Vợ chàng là Nimbu sát tức giận, nguyền rủa chồng sẽ phải chết vì tội vi phạm luật của các vị thần. Và nàng bỏ nhà ra đi. Một con chồn đến gặp Akin và hứa sẽ đi tìm Ninhursag về cho chàng. Con chồn được Ninhursag và dẫn nàng về nhà làm đoàn tụ lại với chồng. Nàng Ninhursag ngồi bên cạnh chồng khấn vái 8 vị thần để chữa 8 bộ phận của chồng bị đau. Vị thần chữa xong xương sườn đau có tên là Ninti. Theo ngôn ngữ Sumer, chữ Nin nghĩa là bà, Lady. Chữ Ti nghĩa là xương sườn, Rip, và cũng có nghĩa là sinh sản. Do đó Ninti vừa có nghĩa là Lady of the Rip và cũng có nghĩa là The Lady Who Makes Life. Người Do Thái vay mượn chuyện này để sáng tác chuyện Adam và Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng và chuyện Thiên Chúa lấy xương sườn của Adam để tạo ra Eva. Trong ngôn ngữ Sumer, tiếng Ti vừa có nghĩa là xương sườn, vừa có nghĩa là sinh sản. Nhưng trong ngôn ngữ Hebrew, tiếng Ti có nghĩa là xương sườn và tiếng có nghĩa là sinh sản, ra hai tiếng biệt lập. Tuy nhiên, nghĩa của chữ chuyện huyền thoại Sumer nhấn mạnh đến điểm trước khi vi phạm luật cấm của các vị thần, con người sống hạnh phúc, không hề biết đau khổ, bệnh tật và không phải chết, trường thọ bất tử. Chính sự vi phạm luật trời của hai vị tổ tiên đã khiến tất cả con cháu muôn đời phải đau khổ, phải chết, và đặc biệt là các bà mẹ phải đau đớn khi sinh con. Sách Dẫn Chiếu trang 141-147. Ngoài những sáng kiến đầu tiên về giáo dục, toán học và nhất là về tôn giáo tín ngưỡng, người Sumer là dân tộc đầu tiên đã sáng chế ra lưỡi cày kim loại đúc bằng hợp kim, đồng, pha thiết 10%. Họ cũng là những người đầu tiên lập ra hồ nuôi cá, kiển trong nhà, tìm ra cách trồng rau, hái hoa màu dưới bóng râm của các cây cọ để tránh ánh nắng chói chang và các cơn bão các sa mạc. Về chính trị và luật pháp, họ đã biết cách tổ chức các định chế dân chủ tương tự như những lưỡng viện quốc hội. Những tấm đất sét có niên đại 3.000 năm trước công nguyên ghi cuộc tranh luận trong buổi họp của những người đàn ông võ trang quyết định việc nên hòa hay nên chiến. Tương tự như Wat Congress, quyết định của buổi họp này phải được đưa lên hội đồng của các niên trưởng, trong đó ý kiến của vua
là tối hậu. Tương tự như Thượng viện, họ tổ chức việc xét xử tội phạm thiếu nhi riêng lẻ với việc xét xử người lớn. Qua trên một thế kỷ sưu tầm, hiện nay các nhà khảo cổ đã thu lượm được nhiều chục ngàn tấm đất sét của dân tộc Sumer, trong đó có đủ loại văn kiện luật pháp như khế ước, di chúc, biên lai, quyết định của tòa án. Trong đó có nhiều bản ghi chép cùng một chuyện phạm pháp và quyết định của tòa án đã được thu lượm từ nhiều địa điểm khác nhau. Người ta ước đoán đó có thể là những án lệ đầu tiên được phổ biến trong giới luật pháp để làm khuôn mẫu cho các việc xét xử tội phạm trong hệ thống luật pháp quốc gia. Babylon là nguồn gốc của các tôn giáo xây dựng giáo lý trên huyền thoại. Các đạo thờ Chúa đều là những tôn giáo xây dựng giáo lý trên căn bản là những huyền thoại của Babylon. Riêng công giáo La Mã là đạo đã được sao chép gần như nguyên bản tôn giáo của Babylon. Vì vậy, Hội Nghiên cứu Thánh Kinh Rap Waddow, California đã rất hữu lý gọi công giáo La Mã là The Modern Babylon, Babylon Mastery Ritual, phúc âm khoải hiền của Thánh John, có lời chép bằng chữ lớn rằng tôn giáo huyền thoại Babylon vĩ đại là mẹ của lũ điếm thối và của những chuyện khủng khiếp trên trái đất này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nhận được những clip mới. Xin chào các bạn.